Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên tại Hải Phòng đã xuất hiện mưa rào ngắt quãng trong ngày. Đêm nay và ngày mai khi bão số 3 ngày càng tiến gần bờ biển Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến tại Hải Phòng dự báo sẽ đạt khoảng 200 cho đến 400 mm, rất dễ xảy ra tình trạng ngập úng tại khu vực đô thị. Mưa có thể kèm theo các hiện tượng như lốc sét và gió giật mạnh. Vì vậy quý vị và các bạn nên tránh đi ra ngoài khi vào khoảng thời gian này để đảm bảo an toàn. Mưa lớn khiến nền nhiệt độ giảm nhanh, dự báo ngày mai nhiệt độ cao nhất tại Hải Phòng chỉ ở ngưỡng từ 26 đến 30 độ, khá mát mẻ và dễ chịu. Như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai.